chào các bạn. Hôm nay mình tên là Tina. Hôm nay thì Tina Candle. Hôm nay mình có hai đặc biệt em mèo. Đây là hai em mèo. Một cái đuôi ngắn và một cái đuôi dài nè. Đây là hai mèo mẹ con Su đi chợ thấy người ta bỏ ở ngoài trời mưa, nên mẹ con Su đã bắt về nuôi hai em mèo này. Bây giờ mình sẽ đặt tên nha, hai mèo này tên gì? Em mèo này tên là Miu. Miu. Đây là em Miu ra mắt các bạn. Em Miu dễ thương. Mình tên là bé sữa. Mình bé sữa sẽ đặt tên cho em này tên là tên gì? Bé sữa không biết. Bé sữa không biết. Bé sữa sẽ đặt tên cho em này là Mây Mây. Yeah. Mây mặt quay. Đây nè mấy bạn, em một Mây Mây, em một Baby. Nhâm dạ chưa anh? Nhâm cha cha. Dạ chưa biết, chừng nào có em báo. Mặt nạ hả? Dạ chưa biết, nó sao biết được, tùy con mà. Rồi, em yêu này là màu trắng với màu đen với có màu vàng nữa. Màu vàng đâu? Màu vàng chưa mập. Đây là em mèo tam thể nè, con đừng có cầm giày. Đa mèo mình phải đỡ với cái bụng với mèo. Đây là em mèo tam thể, màu đen, màu vàng với màu trắng. Bim bim. Còn đây là màu trắng với màu đen. Từ từ màu vàng nó mập lên. Ba nhìn nè. Con đừng có cầm cái tay với mẹ em, con phải cầm nhẹ nhẹ bắt em mèo rồi mình cứ thò vô. Mình bắt lên rồi nè, tại vì em mèo giống như là em bé vậy đó, mình phải nhẹ nhàng, nếu không là không là sẽ đau. Em mèo này đang bị gèn nè, đang bị con mắt đổ gèn, mình phải nhỏ thuốc cho nó. Mình mới nhỏ thuốc cho em mèo xong, khoảng ngày mai ngày mốt em mèo sẽ hết đổ gèn. Bé sữa. Phải Mina mới là bé sữa. Không, em Mina đặt tên là Dưa Hấu rồi, còn con là bé sữa. Con là bé sữa. Vậy thì em nhỏ này mình sẽ gọi là tên là bé Dưa Hấu. Không, em lớn là bé sữa. Em Mina là tên là Dưa Hấu rồi, còn con là bé sữa. Em này là bé Miu. Em này là tên là bé Miu, còn em này tên không. Em này tên là Mimi. Em này là Mimi. Em này là tên Miu. Còn em tên là Dưa Hấu, con tên là bé sữa. Mimi. Mimi. Đừng có hung. Con hung cái miệng nó vô. Các bạn chơi với mèo, các bạn không được hung mèo nha. Cái lông nó sẽ bay vô trong miệng mình sẽ làm dị ứng và ngứa. Mình chỉ được chơi với mèo thôi. Đặc biệt em mèo rất là khoái. Chúng ta gãi ở dưới cổ nha, chúng ta gãi dưới cổ lên rồi nó. Mẹ mèo thì rất là khoái. Con đừng có lật ngửa, em mèo không thích lật ngửa đâu. Để nguyên nhà này đó, để nguyên. Sao mình gãi cái cổ của Miu. Con em nằm, từ từ em đang con dứt. Con thả cái tay ra. Con để nhẹ thôi. Thò tay vô con gãi như này. Dưới luôn cổ luôn. Cái con ướt chỗ này, con ướt nè. Để hơi bơi nữa. Cái là đã đó. Mèo lạ hay là mèo không lạ gì các bạn chứ. Cái ở dưới nhẹ nhẹ thôi. Cái này nó lẻ ra đây nè. Đi ra. Cái bên hông này, cái mặt đó nè. Nhìn lại cái đầu cũng được. Nhưng mà nó thích nhất là lẻ đây. Cái nó đã, nó đã
nó phê nó nằm nó ngủ luôn á. Con gái là nó nằm nó ngủ luôn á. Ừ. Đó, nó đã nước nó ra tay nó hoài nè. Hãy nó lỗ tay. Em yêu này nhỏ xíu à, em yêu này mới khoảng 10 tháng, 10 ngày tuổi à. Em yêu là không có thích gãy ở đây nha. Và cách mà chúng ta bắt em yêu lên mà em yêu không đau, giống như là mẹ với em yêu bắt em yêu là chúng ta nắm cái phần da ở cổ này nè, chúng ta xách lại nè, đó, vậy là không sao hết. Em yêu không có đau nha. Còn cặp cái cổ này con xách lên, cái da cổ con xách lên. Dạ lô. Dạ ở bên xe miền Đông à? Đau ấy. Ở bên xe miền Đông à? Dạ. CD giờ có à? Mua cái gì? Sẽ quay tiếp với mẹ nữa. Cái mẹ cháy mẹ. Bây giờ mình hết đi hả? Bây giờ gãi cho mẹ để mẹ khó nè. Gãi thôi cho mẹ đi ngủ đi. Cho mẹ đi chuồng mẹ ngủ. Chuồng đâu ngủ? Ở cái chuồng đi. Bây giờ con cá em ngủ, em mèo ngủ, em mèo chơi thỏa thích luôn hả? Em mèo lăn lộn, em mèo lăn lộn, em mèo tạt. Mà biết cái nào cứ đuôi đi cục, cái nào cứ đuôi thẳng. Đi cục người ta cắt mất tiêu rồi hả? Ừ, bệnh người, người sao? Ba không biết nữa. Người ta sao? Sao mà không đi cục, ba không biết nữa. À, biết rồi, bị... Không, tại vì cái này là con chị nó chưa mập á. Nó chỉ mập cúc cúc đây à. Mày gãi cho nó đã quá nha. Nhức đầu lắm. Ba cũng lại luôn đấy. Hai em nữa.